Nhà thầy muốn thấy những cái bắt tay nào. Ok, hai đội về khu vực xuất phát. Thầy sẽ đếm ngược. 3, 2, 1, bắt đầu. Vâng, không còn dám khinh những điểm số nhỏ nữa. Các bạn tận dụng tối đa những điểm số nhỏ. Nhật Minh đã cạnh tranh rất khốc liệt. Cạnh tranh quá khốc liệt. Quá khốc liệt. Trận chung kết của chúng ta có chất lượng rất cao. Vâng, rất tuyệt phục. Nên mặt rất là căng thẳng. Hốp đi. Dừng lại trước. Dừng lại. À, trận đấu kết thúc.